Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Thời tiết ẩm ướt khiến cho quần áo nhà bạn lâu khô. Nếu bạn đang muốn tìm cho gia đình mình một chiếc máy giặt tích hợp thêm chức năng sấy, thì LG FV1409G4V sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Máy giặt sấy LG có thiết kế cửa trước hiện đại mang phong cách châu Âu với tông màu ghi xám sang trọng sẽ là điểm nhấn nổi bật cho không gian của bạn. Máy có vỏ ngoài làm bằng kim loại sơn tĩnh điện chắc chắn, nắp máy bằng kính chịu lực chống va đập tối ưu để bạn yên tâm sử dụng. Sản phẩm được tích hợp 2 trong 1 khi đạt khối lượng giặt 9kg và khối lượng sấy đến 5kg, phù hợp cho những hộ gia đình trên 6 người hoặc gia đình ít thành viên hơn nhưng lại có nhu cầu vừa giặt hoặc sấy với số lượng quần áo nhiều trong mỗi lần giặt rũ, nhất là tiết kiệm thời gian làm khô quần áo trong những ngày trời mưa ẩm ướt. FV1409G4V được trang bị công nghệ giặt hơi nước steam cộng, có khả năng dùng hơi nước nóng để thẩm thấu qua từng sợi vải, giúp loại bỏ 99,9% các chất gây dị ứng, chẳng hạn như mạt bụi có thể gây dị ứng hoặc các vấn đề về hô hấp với vết nhăn ít hơn 30%. Ngoài ra, cũng nhờ sử dụng động cơ chuyển động trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nên máy giặt sấy này còn có khả năng cảm nhận độ mềm mại của sợi vải, bên cạnh phát hiện ra trọng lượng của quần áo, giúp tối ưu hóa chương trình, góp phần làm giảm sự hư tổn của sợi vải trong quá trình giặt. Động cơ dẫn động trực tiếp là trái tim mang đến sức mạnh cho máy giặt, có độ tin cậy rất cao và cực kỳ êm ái. Đặc biệt, máy giặt sấy LG FV1409G4V còn có khả năng kết nối với ứng dụng SmartThingQ qua điện thoại thông minh để chẩn đoán và xử lý nhanh các lỗi thường gặp trên máy giặt trong quá trình sử dụng. Đồng thời, ứng dụng còn cho phép bạn tải thêm các chu trình giặt bổ sung từ nhà sản xuất, giúp bạn tiết kiệm thêm một số tính năng mới cũng như sử dụng máy giặt dễ dàng hơn. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm thì vui lòng comment ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và theo dõi những sản phẩm mới cùng với những chế độ ưu đãi khuyến mại tốt nhất từ Pico. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.